Đông bắc về đèn trên phố mờ sương lạnh, con chim trên cây không hót, em ngồi em trải tao, tay em lạnh môi em lạnh sao chẳng thấy ai, bông hoa hồng ai mang tặng sao chẳng thấy. Tiếng chuông chiều xa vỡ trong chiều hoang vắng, kẹt tiếng giao của ai sẽ tan màn đêm rét mưa. Gió mùa đông bắc về đèn trên phố mờ sương lại, con chim trên cây không hót, em ngồi em trải tóc, tay em lạnh môi em lạnh sao chẳng thấy ơi, bông hoa hồng ai mang tặng sao chẳng thấy ơi, tiếng chuông chưa xa đông bắc về đèn trên phố mờ sương lạnh, con chim trên cây không hót, em ngồi em trải tóc, tay em lạnh môi em lạnh sao chẳng thấy ai, bông hoa hồng ai mang tặng sao chẳng thấy ai, tiếng chuông chưa xa vỡ trong chiều hôm. Và đó là Phương Nhi và Cát Vy. Cho tôi đứng ké cái coi. Trời ơi, sáng liền. Từ đầu chương trình, hai cô gái này như là Thúy Kiều, Thúy Vân á, ngọt ngào và đẹp lộng lẫy như nhân vật trong tranh. Nhưng tuần này chị Trang thấy không? Lột xác hoàn toàn. Mời chị Trang tiếp lời. Với bài này là một sự bất ngờ. Phải nói là bất ngờ. Cũng đúng như là những gì cô Đoan Trang mong chờ. Tại vì cô muốn nhìn thấy tụi con có một cái gì đó nó khác biệt.
mình phải làm một cái gì đó khác biệt để thấy rõ những cái màu sắc mà mình được trải nghiệm. Thì lúc đó người ta mới nhìn thấy mình đa dạng như thế nào, mình thông minh ra làm sao để mình có thể chinh phục tất cả những cái bước đi của mình. Và thật sự ngày hôm nay là với cái bài hát này, cô đúng như là những gì cô mong chờ. Bởi vì cô biết bản thân hai đứa con nhìn bên ngoài là mấy cái tập đầu á, nếu như mà Nam Cường có coi xem mấy cái tập đầu, rất là nhẹ nhàng, hòa quyện với nhau, bè phối tử tế, hát hò đàng hoàng. Nhưng mà bên trong hai cô gái này nè, hai cô bé này nè, là một cái nội lực kinh khủng. Hát đủ hết các thể loại âm nhạc. Và cái âm vực giọng rất là rộng, có nghĩa là nốt thấp cho tới nốt cao, nốt cao cả hai bạn đều rất là sáng. Đó, riêng các Viên á, cái âm trầm của con đẹp lắm. Đúng rồi. Mà cái lúc mà con hát solo đầu á, con kiểm soát từng câu, từng hơi thở của con, cô thấy con rất là chững chạc luôn á. Thì qua tới cái đoạn của bé Nhi, mấy cái âm đầu của con thì bình thường, nhưng mà con lại có lợi thế những cái âm trung và âm cao rất là sáng và đầy ma mị. Rồi cách của tụi con biểu diễn cái phong cách qua cái bài này, có nghĩa tụi con hiểu cái bài này như thế nào, tụi con mới biểu diễn được như vậy. Từng cái tóc của tụi con, cái cách tụi con thể hiện, ánh mắt, thật sự là cô bất ngờ. Chúc mừng hai đứa con. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, tiếp theo ạ, mời anh Long Nhật ạ. Đây là một bài hát rất nổi tiếng của anh Lê Minh Sơn, một bài hát mang cái màu sắc của dân gian đương đại. Mà với cái tuổi nhỏ như cả con mà cả con làm được như thế này là chú rất là mừng. Sự thật là ngồi từ đầu tập cho đến bây giờ đó, thì mỗi thí sinh bước ra, mỗi cặp bước ra là đem đến cho tất cả các cô chú ngồi dưới này một cái niềm hạnh phúc nó lớn lắm. Tại vì các em lớn lên mỗi tập, các con lớn lên mỗi tuần và tiến bộ rõ rệt. Chú chỉ mong nè, một, nếu mà không tiến bộ được thì phải giữ được cái phong độ của mình. Các con không những không bị tuột, hơn thế nữa, các con giữ được phong độ và các con làm tốt hơn tuần trước. Và cái phần đầu của khi lúc cái phần solo của Phương Nhi và các Viên đó, tụi con hát rất là rõ lời, đậm đà cái bản sắc của cái ca trù, của cái ả đào của Bắc Bộ. Mà cái không gian, cái tinh thần của bài hát của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, cả con đã truyền tải được trọn vẹn để người xem về tất cả những cái kỹ thuật thanh nhạc và cái cảm xúc của cái tinh thần của bài hát. Mặc dù tuổi đời của cả con còn rất là bé, chú thương cả con. Cảm ơn chú ạ. Thế nên bây giờ thì không biết là anh Nam Cường muốn chia sẻ điều gì với các con với tiết mục này. Tụi con á, hai bạn đúng là Thúy Vân, Thúy Kiều. Bởi vì không phải là chỉ ở ngoài sắc vóc đâu, cái giọng hát tụi con có cái sự bổ sung cho nhau. Ví dụ như khi mà chú nghe các Viên hát á, thì lúc đầu vào rất là nhẹ nhàng, rất là ngọt. Nhưng mà những cái chỗ mà đằng sau khi mà con lên cao á, thì con lên vẫn tốt, nhưng mà chú vẫn nghe có gì đó nó chưa có đã. Có lẽ là nó chưa có vào cái bài này lắm so với giọng của Phương Nhi. Phương Nhi có thể đoạn đầu vô của con á, nó vẫn còn bình thường, nhưng mà chú lại thích cái màu sắc giọng của Phương Nhi ở cái bài này. Có cái một nó hơi có tí rót rót trong đó chị ha. Nó cho nên là nghe rất là màu sắc, và khi cái điều đó khi mà con bắn lên cao á thì nó bổ sung lại cho các Viên. Và phải nói là tụi con phải cảm ơn cái người dàn dựng bài hát này cho tụi con về mặt âm nhạc. Bởi vì đã để các Viên là người vào đầu bài hát là nghe là hút ngay. Và sau đó khi mà đổi qua Phương Nhi hát một cái là một cái màu khác, nghe nó không bị chán. Tại vì hai cái đó nó giống nhau, mà bạn sau mà hát nó mềm nữa là cái bài nó chán liền. Nhưng mà tụi con đã đổi màu, nghe rất là thích. Cảm ơn tụi con. Dạ, cảm ơn chú. Xin được cảm ơn Nam Cường, xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Thực sự ra thì các con ở đây mỗi bạn là một thế mạnh hoàn toàn khác nhau, mỗi bạn có một sở trường khác nhau, nhưng ráp lại với nhau mà hòa quyện được như thế này là tụi con rất là giỏi rồi. Hát song ca rất là khó đúng không chị Trang? Và chắc chắn là tụi con sẽ phải cố gắng nhiều hơn trong những tập tiếp theo. Còn tuần này quá ấn tượng, một tràng hỗ tay cho Phương Nhi và các Viên. Hồng Hai Nhi, mau trả sư phụ đây cho ta. Hồng Hai Nhi. Cái con hỉ độc kia, ngươi có tài cán bao nhiêu mà dám xông vào động của ta hả? Hồng Hai Nhi, năm xưa ta
ba giặc cha của con, hai vậy là Ngu Mai Dương, từng kết nghĩa huynh đệ, hai dạ, đáng lý ra con phải gọi ta là chú. Quang Đường, mẹ ta nói cha của ta là đi theo Hồ Ly Tinh rồi, ta không có cha. Hai, bậy 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 bậy, Hồng Hài Nhi, mẹ của con quả thiệt là không biết dạy con lắm mà. Hai. Câm miệng, ai cho phép ngươi dám bình luận về mẹ của ta? À, con của Ngu Mai Dương đấy sao? Hả? Ai, này nhóc con, ai da, nể tình con còn nhỏ, ta tha cho con đó. Ha, hãy mau trả sư phụ lại cho lão tôn, bằng không ta sẽ đánh sập cái hang động này. Ha, mạnh dữ. Tuy ta còn nhỏ, nhưng ta có lửa khôn hồn, thì biến ra khỏi đây mau. Nếu không, ta sẽ phun lửa đốt ngươi cháy sắp mặt bây giờ. Ai da, Hồng Hài Nhi, lửa trên lò luyện đen của Thái Thượng Lão Quân, lão tôn ta còn không sợ, thì huống chi là lửa của tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch như ngươi, làm gì được lão tôn hả? Chờ xem. À, lâu la, lâu la, lâu la đâu, tại sao để ta la lâu quá vậy? Dạ. Đại Dương, trời ơi, người ta đang ngủ mà tự nhiên kêu giật ngược à. Thôi, tôi vô ngủ tiếp đây. Lính chán gì mà suốt ngày ăn với ngủ à. Mau ra đây, đốt cháy cái không khí đồn này cho ta. Hãy xem đây. Hey, Hồng Hài Nhi. Hài Nhi, không được hỗn láo với Quan Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát, ta không còn biết, không ai được phép xen vào chuyện của ta. Hãy xem đây. Thả ta ra, thả ta ra. Hồng Hài Nhi, người có biết mình vừa gây phải tội lớn? Hãy mau theo ta về Nam Hải tu hành. Không, ta không chịu, thả ta ra. Mẹ ơi, cứu con. Kìa, Hồng Hài Nhi. Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, xin người hãy nhủ lòng từ bi mà tha cho Hồng Hài Nhi còn non dại. Quan Thế Âm Bồ Tát, mọi tội lỗi ngày hôm nay là do thét phiến công chúa con đã gây ra. Vì hận chồng phản bội, con đã gieo vào đầu trẻ thơ những suy nghĩ không hay. Để giờ đây con thơ cứng đầu khó dạy, tính khí thất thường. Con xin Quan Thế Âm Bồ Tát hãy tha lỗi cho Hồng Hài Nhi. Con dạy cái mang, con xin Bồ Tát hãy tha cho con của con. Hồng Hài Nhi. Cha, mẹ, cứu con. Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu xin người
hãy để tôi nhận lấy tội lỗi này. Đúng vậy, mọi tội lỗi ngày hôm nay vợ chồng con sẽ thấy Hồng Hải Nhi chịu phạt. Xin Quan Âm Bồ Tát, xin Quan Âm Bồ Tát mà. Ngô Ma Dương, thiết phiến công chúa, Hồng Hải Nhi là một đứa trẻ háo thắng và ngỗ nghịch, ta phải đưa về Nam Hải dạy dỗ một thời gian, cho đến khi nào con ngoan ngoãn và biết vâng lời, ta sẽ con trở về với cha mẹ. Và kể từ bây giờ, ta sẽ gọi Hồng Hải Nhi là Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài, con hãy mau đến chào tạm biệt cha mẹ lần cuối đi con. Cha mẹ. Hồng Hải Nhi, con không muốn xa cha mẹ đâu. Hồng Hải Nhi, cha cũng không muốn xa con đâu. Cha xin lỗi vì đã không bên cạnh dạy dỗ con nên người. Hải Nhi, kể từ ngày hôm nay cha mẹ không ở bên cạnh con, con nhớ phải ngoan ngoãn nghe theo lời Bồ Tát, chăm chỉ học hành và tu luyện. Mai này hy vọng có ngày gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ. Cha mẹ. Hải Nhi. Thật ra là Đào Duy phải mạo muội giữ tất cả những diễn viên lại ở đây là để mong muốn được giới thiệu với tất cả quý vị khán giả. Đầu tiên là Nguyễn Phúc và Trang Tuyền. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của Nguyễn Phúc, Trang Tuyền. Tiếp theo là Thái Duy và Hoài Tân. Thái Duy và Hoài Tân thì là hai người đã rất là quen thuộc rồi. Và ngoài ra các thành viên của Vũ đoàn Phương Việt, cảm ơn các bạn rất nhiều.
Xin được cảm ơn tất cả các diễn viên của Vũ Đoàn Phân Biệt cũng như là những diễn viên trợ diễn ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Mời. Trời ơi, chắc. Trời ơi, sao đồ gì mà đẹp dữ vậy con? Mọi thứ trong tiết mục này sao đều đồ gì mà đẹp dữ vậy? Trời ơi, cái gì vậy cô Trang? Trời ơi, tranh thủ là... Đó, không, bây giờ phải selfie. Bây giờ phải selfie thôi. Tại vì đồ này là biết đi thuê hay đi mướn hay là đi... Đi may đó. Đi may hay đi gì vậy? Ai chụp giùm tấm hình coi. Dạ rồi. Cái gì vậy trời? 1, 2, 3. Giờ nguyên cái dàn gia đình người ta đứng đó ổn thỏa trơn rồi. Kế bên có Quan Âm Bồ Tát. Rồi tự nhiên bây giờ có bà Trang bây giờ mới đứng dòm, tưởng bà là con yêu nhìn nhện không? Giống không? Thấy không? Trời. Công nhận không em? Khoan khoan xin. Tự nhiên tóc tai xỏa rủ rượi đứng cái đó. Giống yêu nhìn nhện không tụi cưng? Được giống. Đóng cái vai yêu nhìn nhện là phải tu luyện, phải học bao nhiêu và thậm chí là phải có mối quan hệ tốt với đạo diễn mới được đóng cái vai đó. Quá là cảm kích sự đầu tư của thầy Quốc Đại cho cái tiết mục này. Trời ơi, gì đâu mà đồ quá là đẹp đi. Đồ của con cũng đẹp nữa rồi, con phải đeo mấy cái này để mà con diễn. Quá nhiều thứ trong tiết mục của con mà con nhớ hết. Một em bé 5 tuổi như con như vậy rất là đáng hoan nghênh. Rồi còn cái ông khỉ này nè, quá lâu rồi mình mới được xem lại cái nhân vật Tô Ngộ Không đúng không các bạn? Mà ngày xưa Tô Ngộ Không là cả một tuổi thơ của Đoan Trang và của tất cả rất là nhiều các bạn ở đây đúng không? Mà bạn ơi, nãy giờ bạn cho Trang thấy là đây là một Tô Ngộ Không giống như thuê từ cái ngày xưa năm 80 mấy của mình đi tới đây từ cái tay của ổng gì gì đó mà lại nói tiếng Việt. Trời ơi, cho tôi ôm ông cái đi ông ơi. Rồi Bồ Tát nữa, ra cái dáng vẻ của Bồ Tát rất đẹp, giọng nói rất hay. Đó, đi nha. Chụp tấm hình đi về. Bài hát này, dĩ nhiên con là một em bé 5 tuổi. Câu 1 con hát chính xác, câu 2 là con hơi lạng lạng, câu 3 là con lại lấy lại, cái kiểu như vậy. Nhưng cô vô cùng là bất ngờ khi mà con vô cái phần hơ của con. Đúng rồi. Quá chính xác luôn, bởi vì con kiểm soát được, con rất là thông minh. Con hiểu là tới đó là mình phải đẩy lên như thế nào và phải làm tốt cái vai trò của mình ở chỗ đó khi thầy dạy mình. Bây giờ mình phải nhớ làm tốt. Cho nên là cô phải nói là cô rất là khâm phục bé Hồng Uyên, cộng với tất cả những điều trang phục rồi dàn dựng vũ đoàn, tất cả mọi thứ trên sân khấu ngày hôm nay. Xin một lần nữa chúc mừng tiết mục của con. Và con ơi, thầy cảm ơn con rất nhiều. Thật sự là khi mà lần đầu tiên con được tiếp xúc với bộ đồ là con khóc luôn. Thầy ơi, ngứa quá thầy ơi. Mặc mấy cái này thầy ngứa. Ơi ngứa quá, thôi không mặc được không, không khó mặc chịu được không lắm. Đấy, không mặc rồi không thi là rớt à. Nhưng mà nhắc cái thi là cái ý thức về cái công việc của mình là con lấy trở lại. Thế bây giờ làm gì là hù là nó không cho thi nữa là con làm hết. Dạ. Lúc mà vừa hết tiết mục này á, là nhìn thấy thầy Quốc Đại và muốn gục xuống luôn. Tại vì thực sự là nếu mà để mà tập cho một bạn nhỏ xíu như vậy, trời ơi, Hồng Uyên mới có 5 tuổi à. Thầy Đại phải đặt rất là nhiều tâm huyết, cho nên khi mà con hoàn thành tiết mục rồi là thật là thầy giống như là kiểu muốn cũng coi như là rớt tim ra ngoài nãy giờ luôn á. Nên là cô Ốc hiểu được điều đó vì khá là nhiều lý do. Vì cô thương con quá à, tại con nhỏ xíu à. Cái câu chuyện này thì nó đã quá quen thuộc nhưng mà được làm với một màu sắc khác rồi lại lồng ghép vào trên nền nhạc của một bài hát rất là hot. Cá nhân cô Ốc là rất là thích cái giai điệu của bài hát này, nó len lỏi vào trong lòng của mình, nó để lại trong mình rất là nhiều những cảm xúc khác nhau. Và hôm nay với cái lời bài hát lại là về việc người con đã giác ngộ và phải xa cha mẹ, tự nhiên cô thấy rất là thương. Cô nghĩ rằng là các em bé nếu mà phải xa cha mẹ dù chỉ một đêm thôi là đã rất là nhớ cha mẹ rồi. Nên là cô cảm nhận được điều đó và cô thấy Hồng Uyên con tập trung lắm, con cố gắng và con đã làm rất là tốt. Cô thật sự là cô có ngạc nhiên, tại vì ở tuổi lên 5 á, để làm được như vậy khó lắm, nhiều thứ quá à. Mà nói chung là mình đã có một tiết mục cô nghĩ là rất là đáng nhớ, rất đáng nhớ. Cảm ơn cô Ốc. Hồng Nguyên, bây giờ con qua đây, qua đây đứng với chú Duy nè. Bây giờ con gửi lời cảm ơn gì đến với các cô chú diễn viên bữa nay hỗ trợ cho mình cũng như là các cô chú của Vũ Đoàn Phương Việt. Con gửi lời cảm ơn sao, con nói cho mọi người nè. Cảm ơn các cô chú. Cảm ơn sao?
Đã gì? Ừ. Đã giúp con gì? Đã giúp con. Giúp con gì? Hết luôn rồi hả con? Không biết. Ta mới có 5 tuổi à. Lần trước cũng vậy á. Mấy lần bữa trước... nay cô chú tập với con nhiều không? Dạ hơi nhiều. Hơi nhiều. Hơi nhiều thôi. Mấy cô chú có la con không? Cảm ơn cô chú lại hôn mỗi người một cái. À rồi thôi bây giờ con lại con cảm ơn các cô chú, con khoanh tay con cảm ơn đi ha. Cảm ơn các cô chú. Hồng Uyên ơi, như vậy thì chú Duy chúc mừng con đã hoàn thành phần thi của mình. Bây giờ mình sẽ vào trong và chờ đợi kết quả chung cuộc nha. Một lần nữa chúc mừng con. Ê, chào bà con nha. Ê, ôi đông vui quá hả? Hôm nay tôi tới đây tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện của làng Vũ Đại. Câu chuyện là vậy nè. Nghèo, chỉ cần một người yêu tốt theo. Sao duyên trời vẫn chưa gieo, phải chăng anh quá bèo? Phải chăng anh không bằng chí phèo? Một hỗ trợ cho Quốc Hưng và Gia Huy. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt và đặc biệt hơn hết với sự hỗ trợ của ca sĩ Bùi Công Nam. Cho phép em xin gửi lời chào đến tất cả các ban giám khảo và tất cả khán giả có mặt trong ngày hôm nay. Rất là ngạc nhiên khi mà nhận được lời mời của anh Duy góp một tiết mục cho đêm chung kết của chương trình thì em rất là phấn khởi và em nghĩ là chắc chắn phải tham gia thôi. Rất là thích những cái chương trình mà nó vui tươi như thế này và hai bé rất là dễ thương, tuyệt vời. Cảm ơn Thanh Duy rất là nhiều. Cảm ơn Nam. Bây giờ mình sẽ lắng nghe ý kiến của hội đồng nghệ thuật. Xin được mời cô Kim Xuân ạ. Một bức tranh nữa trong Tuyệt Đỉnh Sông Ca Nhí. Một cái màu rất là lạ. Và quả tình cái dạng mà phê phán như thế này, từ nhạc người ta lại biến qua thành một cái tiểu phẩm á, để thể hiện không phải là một cái điều đơn giản. Nhưng mà cái sức trẻ của các bạn, cái hồn nhiên của các bạn đã làm cho cái bản nhạc nó sống động và nó phong phú. Và tôi cũng ngạc nhiên là sao hai cháu nhỏ chắc có lẽ là ảnh hưởng huấn luyện viên của mình. Chịu chơi đúng không con? Chịu chơi. Dễ thương, tiết mục rất là sinh động. Cảm ơn tiết mục đã đem lại cái sự vui vẻ này. Cảm ơn cô Kim Xuân. Nãy giờ anh Đức Huy anh nói cái này là chí phèo hay chí tài? Cô nói cái anh chắc anh nghe lộn á, mày là chí phèo. Nhưng mà nếu mà có chí tài đóng cái vai này đó là còn hay nữa đó em à. Bây giờ cô nói cái sự hồn nhiên của Thị Nở và chí phèo. Hôm nay cái sự thành công của cái bài này đó, thứ nhất là nhờ Bùi Công Nam, thứ hai là ban nhạc. Và cô mong ước là sẽ được thấy các em có nhiều thể loại và nhiều cách trình diễn khác nhau trên sân khấu hôm nay. Chắc chắn rồi ạ. Còn chú Đức Huy thì sao mời chú? Tôi rất thích cái tiết tấu cũng như là cái giai điệu tươi trẻ. Và tôi rất thích cái thông điệp mà các bạn gửi đến. Nếu mà đã yêu nhau thì cứ nói là yêu, mà không yêu thì ốm, mà không ốm thì yếu. Thành ra kệ nó, ai nói gì thì nói. Em yêu anh Đức Huy. Và trên đời này chỉ có hai thứ, một là tình yêu, hai là cái nỗi lo sợ thôi. Mà tốt hơn là sống trong tình yêu nhá. Vâng ạ. Và làm đẹp cho đời. À, hai bạn nói nắng mưa là chuyện của trời, chúng ta hãy cứ làm đẹp cho đời. Đúng không ạ? Cảm ơn hội đồng nghệ thuật rất là nhiều và chắc chắn rồi. Cảm ơn anh Thanh Duy và chị Khá Như đã có một cái ý tưởng rất là tuyệt vời dành cho hai con. Không biết là cảm xúc ngay bây giờ của hai anh chị như thế nào ạ? Được hát với một ca sĩ mà họ chuyên nghiệp nên các bé cũng rất là lo lắng. Nhưng mà cái sự dìu dắt của Nam làm cho Duy với cả Như cảm thấy rất là yên tâm. Cảm thấy là yên tâm. Và cảm ơn Nam rất nhiều về sự hỗ trợ và xuất hiện lần này. Cảm ơn Nam. Cảm ơn Nam. Hỗ tay cho Bùi Công Nam. Riêng hai con thì chúng ta đã trải qua một cái hành trình rất dài và quý vị khán giả cũng đã nhìn nhận được tụi con ở nhiều góc độ rồi. Hôm nay hãy thể hiện mình, hãy giống như là một đêm diễn, cố lên nha. Cảm ơn hai con. Thoải mái và tự tin. Không gì phải áp lực cả nha. Xin được cảm ơn.
Cảm ơn Vũ Đoàn Phương Việt. Rồi may quá có chương trình nữa. Em mới được hát đó. Bởi vậy là chưa có show luôn đó anh. Hay lắm các bạn. Hay quý vị. Vỗ thêm một tay. Vỗ thêm một cái tay nữa. Quá tuyệt vời. Mình đứng sát lại vào nhau được không mà. Ba chiều cao luôn. Vậy hả? Thật sự là luôn luôn muốn gần với các con. Giống như một một con cò mè dang rộng cái cánh ra để hỗ trợ cho những con cò con. Quá là tuyệt vời. Nhi ơi, nói luôn cảm xúc của em.
Phải nói là hai con rất là may mắn luôn á, khi mà hai con được có thể hòa giọng chung với huấn luyện viên của mình. Cô Hòa sẽ lèo lái, tụi con sẽ là một cái chỗ dựa rất 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 là chắc cho tụi con. Trời ơi, tụi con phải thương cô Hòa nhiều lắm đó. Hôn cô Hòa một cái đi con. Hôn cô Hòa. Trời ơi. Mà đặc biệt nữa là Hòa, con nói là đây là một cái dòng nhạc mà em rất muốn hát nhưng mà chưa đến lúc, đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay em cũng đã có cơ hội để mà hát cái dòng nhạc mà mình yêu thích. Thấy sướng lắm đúng không? Dạ vâng. Trời ơi, ba cô trò như là một nhóm nhạc chuyên nghiệp gì đó. Trời ơi, chúc mừng cả ba người nha. Anh Trung thì sao ạ? Đến bây giờ vẫn còn phê. Phê hả? Lên tông hai lần, trời ơi, hát cái kiểu đó cứ sợ không á. Sợ, Trung sợ là một người hát không nổi không, mà ai ngờ càng lên Trung nổi da gà hết trơn á trời. Bây giờ còn nói cái gì nữa bây giờ? Quá không tuyệt vời Hòa ơi. Có cái gì mà nó chỗ hỏng gì luôn á. Hy vọng là sau cái bài này thì em sẽ có show nha. Mấy thang từ Tết bây giờ chưa có show. Dạ, hãy book show Hòa Minzy. Sướng quá trời. Xin mời anh Duy. Cùng là một người ca sĩ, một người nghệ sĩ thì anh chắc chắn là hồi nãy em sẽ rất là sướng và rất là thăng hoa vì mình được hát cái mà mình thích và đặc biệt là mình hát mà mình được hát và tròn trịa nữa chứ. Mọi người đã khen hai con rất nhiều nhưng vì tụi con hát song ca với cô Hòa cho nên là nó vừa là thuận lợi mà nó cũng vừa là bất lợi. Chính xác. Về giọng hát chú không nói, bởi vì hai con có được một cái giọng trời phú rất là hay và quảng giọng quá rộng. Nhưng vì hôm nay con hát chung với huấn luyện của mình, tụi con có những lúc tụi con bị mất tập trung vì cô Hòa quá trời rồi, cô Hòa quá nhiều lửa, cô Hòa quá nhiều năng lượng, vô tình hút đi cái năng lượng của hai con luôn. Giống như là cái đoạn mà cô Hòa bước xuống chính giữa thì hai con phải đi theo, thì cái tâm lý của hai con lúc đó là cô Hòa đang đứng đâu vậy? Cô Hòa có đứng đâu? Mình có cần đứng cách cô Hòa bao nhiêu lâu hay không? Mình lúc đó mình đã tới hát cái đoạn hát của mình chưa? Thì chú muốn nhắc tụi con một điều là huấn luyện viên mình có một cái năng lượng lớn như thế nào, thì bản thân tụi con cũng đã là những người luôn có năng lượng vô cùng lớn. Một năng lượng lớn kết hợp với hai năng lượng nữa cũng lớn nữa, tổng thể hòa lại thành một cái đốm lửa hoàn toàn bùng cháy, đốt cháy cái chỗ này. Tụi con có làm được chuyện đó không? Yeah, được. Yeah, cố lên. Cảm ơn anh. Yeah, cái này là cái tích tắc nhỏ thôi chứ ngày hôm nay tụi con quá là giỏi rồi, quá là bản lĩnh rồi. Lúc mà em nghĩ ra cái dàn dựng này nè, thật sự là em làm cho ban nhạc rất là khổ luôn ý. Và ban nhạc đã tạo ra một cái bản phối hoành tráng như thế này thì thật sự là cả ba cô trò phải cảm ơn ban nhạc và anh Minh Vy rất là nhiều. Dạ. Còn nói về này, anh Duy, anh có nhớ không? Anh Trung, có nhớ không? Tuần trước khi mà em phải quyết định lựa chọn để lại các thí sinh ấy, thì hai anh có nói là rất là hy vọng để có thể nhìn thấy một hình ảnh khác. Thì hôm nay em đã cố gắng để tạo ra một hình ảnh khác cho hai con ở vòng này. Thì hy vọng hai anh đã thích. Con phải học thêm rất là nhiều của cô Hòa. Con thấy không, khi mà cô Hòa đứng trên sân khấu á, cái cách mà cô Hòa tạo dáng để làm một diva. Và tôi muốn show cho mọi người thấy là tôi không chỉ có giọng hát, tôi còn có cách biểu diễn và hình thể. Những nhỏ đó mới làm cho cái tiết mục của mình nó hay hơn. Tụi con nhớ chú ý cái điểm đó. Và nếu có vào vòng trong, chú hy vọng sẽ được nhìn thấy thêm nhiều điều mới lạ nữa. Cố lên, cố lên. Trâm Anh, vâng. Con có một cái chất diện rất là điềm tĩnh luôn. Tĩnh, hát xong rồi đó. Rất là khuyến khích con ở chỗ đó luôn á. Điềm tĩnh, hát, ai làm gì làm, cứ đến cầu của con là con phiêu, con phăng ra. Rất là hay. Nếu mà tụi con may mắn vô trong nữa thì càng thời gian dài nữa thì con Hòa xuống liền tụi con nhiều cái còn ghê gớm hơn như vậy nữa. Bây giờ là chỉ đứng hát thôi mà chú nổi da gà rồi. Nếu mà còn diễn nữa không biết nổi gì. Thật sự là khi mà em được huấn luyện hai con ấy thì em có cảm nhận về hai con là sức lực vô hạn luôn ấy. Là khi mà em yêu cầu các con phải lên cái tông đó và bắt vào cái tông đó nó không hề dễ một tí nào, và để lên được cái tông đó nó cũng rất là khó, và giọng của hai con là đã là vỡ giọng rồi đó. Nhưng mà cái tông mà em yêu cầu nó rất rất là cao luôn á. Cảm ơn hai con đã tập luyện bài này của cô. Và ngày hôm nay không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng mà hy vọng chúng ta đã có một khoảng thời gian rất là đẹp bên cạnh nhau ha. Thôi đi về với Lập đi. Bơ vơ quá à. Cò cha rất là tự hào ba mẹ con cò. Hát hay quá à. Tôi cảm giác tuổi hổ quá trong đội này. Trời ơi. Hát câu đi Lập. Trời Lập. Đất ơi. Nhìn đàn cò trắng lên em. Nhìn đàn cò trắng là Lập nè. Nhìn đàn cò trắng. Gì nữa? Ngần đâu vừa ngần gió. Ngần luôn rồi. Em ơi, Lập ơi, em hát bài con cò bé bé nó dễ nghe hơn. Con cò bé bé. Hay lắm em, tiếp nè. Nó đầu cánh tre. Ô hay quá. Thôi ơi, được rồi, tiếp mục tiếp theo. Không, chưa. Đùa thôi, chú muốn cảm thán một chút xíu. Tự hào vô cùng luôn, cảm giác là khi mà ba mẹ con cò cháy hết mình ở trên đó. Nổi là nổi da cò đó. Da cò.
chú Duy nói rất đúng luôn á. Để cho khán giả nhìn lên trọn vẹn từng giây từng phút của tụi con, không bị lơi đi một phút nào hết. Rất là chúc mừng tụi con với cô quà. Chúc mừng. Dạ. Cảm ơn cô chú ạ. Bánh gì tròn tháng xanh xanh, bên trong chất chứa nỗi lòng của em. Bởi vì thương mẹ thương cha nên em mang bánh tê qua phà mời anh. Ai mua bánh tét nhân dừa, nhân đậu xanh, nhân thịt heo ba rọi, ăn hỏng rồi béo không? Về Cửu Long và qua sông nước mênh mông, nghe tiếng đồn miền Tây bánh tét ngon ghê. Chợt xuyến sao lời rào tiếng hát cô tơ, bánh tét quê thơm lừng mua qua giùm em. Nghe tiếng rào miền Tây chân chất ai thương, cô bán hàng bà ba cái dáng thon thon, lòng cất gầy làm sao đôi má hay hay. Bánh tét quê em làm ngọt ngào lòng anh. Nét hương ba mùa trong trong ăn tình lá tươi xanh màu, dịu dàng bánh tét quê em. Có nhân hương dừa chuối cao thơm lừng, nhọc nhằn nốt sớm sớm đậm đà. Bánh tét ngon ghê, chợ phiên sao lời rào tiếng hát cô tư. Bánh tét quê thơm lừng mua qua giùm em. Sao ai đồ ngọt ngào miền Tây bánh tét quê em, vui nếm thơm hương dừa đậm đà tình quê cô tư miền Tây. Nghe tiếng rào miền Tây chân chất ai thương, cô bán hàng bà ba cái dáng thon thon, lòng ngực gầy làm sao đôi má hay hay. Bánh tét quê em là ngọt ngào lòng anh. Bánh tét quê thơm lừng dịu dàng bàn tay quê hương của lòng. Bánh tét quê em là ngọt ngào lời rao ai thương làm sao. Nắng hương ba mùa trắng trong ân tình lá tươi xanh màu, dịu dàng bánh tét quê em. Có nhân hương dừa chuối cao thơm lừng, nhọc nhằn đâu hôm sớm sớm đầm đà bánh quê. Đầm đà bánh quê dìu dưa nát na, ai mua bánh tét ân tình quê em.
nào lời trao ai thương làm sao. Một tràng hỗ tay cho Như Quyền, Thanh Thủy và Kim An. Cái gì mà có bánh tét thiệt ra sân khấu luôn. Chú ơi, bây giờ cho chú thử ăn bánh tét tụi con bán ăn ngon không nha. Con ơi, dạ, dạ. Chắc điểm sao nha con. Ôi, em ăn nhân gì vậy? Ba sợi đó, ngon lắm. Trời, con nhận bánh mua từng trước mà còn ngon ghê vậy. Bánh mua từng trước mà còn ngon ghê vậy. Ba con nhớ nhìn nha. Nhà cô chú nào ăn bao nhiêu cái một hồi nữa xuống sân khấu là mình lấy tiền liền nha con. Trời ơi, đúng không? Con định nhắc là mấy cô chú trả tiền luôn. Nhiều cái rồi con bán nhiều cái vậy? Dạ 50 ngàn. 50 ngàn một cái rồi. 50 ngàn một cái. Bây giờ 50 ngàn một cái bán không rồi. Không tôi đi đó. Bán không con? Bán đại đi con. Bán rồi. Bé con dễ ơi, chịu dễ sợ. Chuối này còn sống nè, máu không à? Đâu anh Duy ơi, máu em còn sống đó. Anh Duy ơi, anh Duy ơi, đó là chuối cao á, chuối cao màu đỏ gì đó. Khoan xí đi, bộ mấy anh chị là các chú cô chú là đói lắm hả? Chứ em ơi, em dựng tiết mục mà bán. Đúng rồi. Mua thì mua, phải có ăn chứ mà lại mua dùng. Nhắn tiền lúc mà người đang ăn thì em nói luôn nha. Dạ được, dạ được. Thật sự. Ủa, tiết mục chưa kết thúc mà. Ủa gì, kết thúc đâu? Này, minh họa cho tiết mục mà. Ủa vậy đó hả? Vỗ tay cho tiết mục kết thúc mọi người ơi. Rồi, xin mời cô Hòa Minh Di. Hai tiết mục của anh chị ấy là hai tiết mục duy nhất trong tất cả các tiết mục từ đầu đến giờ mà ai cũng phải đứng lên và ai cũng phải hào hứng với nó. Đúng rồi. Đấy là cái mà thành công, đấy là cái mà em nghĩ là phải một huấn luyện viên có tâm lắm thì mới dành cho các con như thế. Các con phải cảm ơn cho chú nhá. Chính xác. Cô chú rất là nhiều đó. Cảm ơn cô chú. Giọng hát của các con rất là ngọt ngào. Nhưng mà em lại cảm thấy có một vài nốt bé đứng giữa hơi bị hát không rõ lời hả anh? Bé này là bị sợ á. Bị sợ sân khấu hả anh? Bị sợ và diễn chưa được tự tin. Có nghĩa là khi mà chú tập chú con á là chú luôn dặn hai bạn kia là phải dìu con diễn. Nhưng mà ngày hôm nay thì chú thấy là con nở nụ cười thì thường bữa là kêu cười không cười luôn. Trời ơi, đôi anh kỳ quá hả? Đôi anh sao nhưng không thích chú hỏi em đôi này rất cần những nụ cười của các bé. Chú năn nỉ tụi con cười giùm chú. Chắc em đặt tên đội này là đội nụ cười trẻ thơ quá. Đó là một cái khuyết điểm của con thì cô mong là càng ngày con sẽ tiến bộ hơn nhiều hơn trong tương lai nhá. Cố lên. Dạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn Hòa. Lập, ăn xong chưa em? À vẫn còn một miếng à? Trời ơi, hết rồi. Ăn xong thì nói, ăn xong thì nói. Không được vừa ăn vừa nói đâu. Như thế mẹ em đập chết luôn á. Ôi cái Hòa là xong rồi cho em nói đi. Anh xem nói nha. Dạ, dạ, mời, bánh tét ngon, bánh tét ngon nha con, bánh tét ngon. Như Quỳnh ngày hôm nay á là con tươi hơn mọi khi mình tập và rất là nhiều rồi. Nhưng mà cái bản lĩnh sân khấu á, cái sự mà làm chủ sân khấu, thoải mái sân khấu á, không phải là ai cũng có được cái đó. Người ta nói cái câu gì, có cái câu gì hay lắm. Cái gì? Cài phải có gợi ý chứ. Câu gì? Cái gì? Như nào có từ gì chị? Có từ gì? Có công mài sắc có ngày nên kim. Đúng rồi. Ờ đúng rồi đó. Ôi trời ơi. Trời ơi. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Ờ đúng rồi. Là nhiều khi mình cái khả năng của mình chưa có tới đó, nhưng mà nếu như mình sẽ có nhiều trải nghiệm hơn thì khả năng của mình nó sẽ lên từ từ. Cho nên không sao hết. Ngày hôm nay là ba con là trời ơi, bản lĩnh sân khấu rớt bánh té rồi còn cọng dây không mà vẫn đứng hát rồi này kia là cô thấy là ba đứa ngày hôm nay rất là tốt, rất là giỏi. Nhắc dây cọng dây bánh té mới nhớ. Mà đã tới cái đoạn mà tụi con xuống mời bánh tét á, ví dụ nha, là tới cái đoạn là tụi con chạy xuống tụi con mời bánh tét đúng không? Bánh tét. Đây mời, tụi con bánh tét mời tụi em đấy. Lấy hết em ơi, lấy hết. Theo lên. Ba con làm dễ thương lắm em Minh Họa kìa. Em bị chụp giật. Này là hồi bị Chung xin lỗi là tại vì Chung đã dặn hai bé là làm sao làm công tụi con phải có đậu cụ trên tay, con nào cũng phải lấy lại đừng có cho ai lấy hết đi không? Ủa anh ơi, không có lý do gì anh phải xin lỗi trơn á. Trời ơi, hợp tác với người ta, ví dụ phối hợp với người ta cũng có biết điều chút xíu chứ. Em thấy học lấy một cái nè. Alo, tới em nói nha. Alo. Dạ, em là một người miền Tây và khi mà em xem cái tiết mục này em cảm thấy rất gần, rất thật. Dạ, em đang cầm một cái bánh tét trên tay. Alo, dạ em thấy rất là ok luôn á. Ủa, sao cầm như, nữa? Như nói về tiết mục này em rất thích. Alo, em rất thích. Tại vì á, cái bài này là bài, một cái bài nó dân dã, nó dễ thương, nó chân thật. Thì cái hát của các con á có một cái sự ngẫu hứng ở bên trong, nó chân thật như cái bánh tét mà nó ngon là ngon vậy con, dễ thương hay là dễ thương. Tràng có tay dành cho các con. Dạ, con em xin phát biểu thêm tại vì không em gì? Rất là phấn khích, công nhận bánh tét ngon con ơi. Đã ăn thêm một cái nữa con ơi. Ăn cái nữa. Lát nữa tiết mục tiếp theo cho ăn tới món gì nữa. Ai ơi, bày ra hết. Anh gì đây, anh hay là bánh sò. Ok, bày ra hết. Anh gì là bày hết. Em có ý tưởng rồi, em sẽ hát cái bài liên quan đến chỗ trà để mọi người ăn chỗ trà. Một cái hô tay cho ba bạn nhỏ. Cảm ơn tụi con. Không mà công nhận cú đấu thiệt nha. Tiết mục dễ thương thì không phải vì bánh tét đâu. Nó dễ thương không? Em vì bánh tét cú đấu thiệt. Quỳnh lập 2 cái, 100 ngàn. Trời ơi. Anh lấy tàu. Anh Duy một cái. Anh Duy một cái dương chuối nha. Chưa ăn này.
Không không lấy rồi, cầm trên tay rồi. Rồi 100 ngàn anh ơi. Chú Minh Xù là không lấy cái nào đâu cô Nhi nha. Tại vì người ta không có mời lưu lưu. Em đói là chị vui lắm à chị Như. Dạ. Em có bánh tét chị có vui hơn không? Không. Em giật cái bánh tét của chị bây giờ. Không đâu. Đây có hai cái bánh tét này dành cho em. Dạ không, mỏi bỏ. Ủa ngủ luôn hả? Vậy đó. Ok, cho Thảo Nguyên và Minh Thư. Tưởng đâu ngủ luôn rồi chứ. Mời tụi con ra sân khấu nào. Ủa tay cho hai con. Với cái phiên bản gốc á, hoành tráng, quá là lộng lẫy, như tụi con thì rất là mơ mộng và đúng với lứa tuổi của tụi con luôn. Cô Khải Như với chú Thanh Duy có cảm nhận gì ạ? Rất là hợp với đội của cô Hòa. Nhìn vô là biết đây sẽ là đội của cô Hòa luôn. Chú rất là thích cái phần mà tụi con hát giả thanh, đúng nốt, mượt mà. Tiếc ở một chỗ là cái đoạn mà cao trào nhất thì tụi con lại chọn hát ở trên giường. Cái giường nệm nó êm á, mình đứng á, mình bị lúng. Và khi mình lúng á thì mình cứ hay bị lắc lư.
mà mình lắc lư vậy á thì cột hơi mình không vững. Có một cái lỗi mà Như đã từng bị rồi với thí sinh của mình, đó là đến cái đoạn quan trọng nhất để giữ cột hơi để hát thật hay thì lại cho thí sinh chạy trên sân khấu. Rất khó, nhưng tụi con đã vượt qua được, về bờ an toàn. Chúc mừng tụi con. Cô nghĩ là mỗi tiết mục thì cái sự cảm nhận của khán giả đều khác nhau. Sự cảm nhận của cô là cô nổi da gà ngay từ khi mà hai con hát những cái câu đầu tiên. Và cô cảm thấy giống như mình lạc vào cái xứ sở thần tiên vậy đó. Giọng hai con rất là trong trẻo, giống như là cô đang bị hút vào cái câu chuyện của hai con vậy đó. Nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là thu hút luôn. Với một người khán giả như cô là đã chinh phục được cô rồi. Cảm ơn cô. Mặc dù hai đứa mình ngồi chung một đội, nhưng mà riêng bài hát này hai đứa mình trái chiều. Bài hát này là một cái bài hát có quãng rất là rộng luôn. Cảm giác của chú bài hát này khó tính chút xíu là chú thấy nó chưa có được tới cho lắm. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Tại vì thực ra em rất là buồn. Đây là một tiết mục em khá là hy vọng. Không phải ai cũng có một cái bản năng, cái bản năng về cái sự biểu diễn nhạc kịch ấy ạ. Đây là một cái thử thách mà đặt cho các con. Nhưng khi mà các con tập thật sự đã làm tốt hơn rất là nhiều. Nên là rất là mong là mọi người thông cảm. Không sao. Nhạc kịch là một cái quá là khó. Đối với em mà em làm còn không phải xuất sắc ấy. Quan trọng là mình dám thử hay không. Dạ vâng, nhưng mà thật sự các con là những người mà có tố chất và có khả năng để làm được những cái điều này. Nhưng mà thời gian để tập luyện cho một tiết mục này nó quá ngắn. Em mong tất cả mọi người hãy cổ vũ cho hai bé ạ. Đến bản thân cô cũng vậy, khi mà cô diễn một cái vở kịch hay là một bộ phim nào đi chăng nữa, 100 người khán giả nhìn thấy cô và chắc chắn không phải 100 người đó đều khen cô. Và mình phải chấp nhận điều đó. Và cũng cũng không được tự ti là tại sao 100 người đó đều không thích mình 100% vậy. Ở nơi đây có người khen con và có người chưa hài lòng với lại tiết mục của con. Con vẫn tiếp tục tự tin là hôm nay mình đã thật sự cố gắng hết sức ở những cái buổi tập. Và ngày hôm nay tụi con đã rất thành công rồi. Cô biết cô Hòa dành cho tất cả những cái thành viên ở trong đội cô Hòa quá nhiều tình cảm đi. Cái sự kỳ trong vọng, đời, kỳ vọng. Đúng rồi, quá lớn. Đối với một người khán giả như cô thì tiết mục hồi nãy rất là hay. Vui lên. Không có gì tuyệt vời bằng cái việc mà mình đã làm với những gì mà mình hứng thú nhất, phù hợp nhất đối với mình. Và cô Hòa thì muốn cho các con thử về cái thể loại nhạc kịch. Và rõ ràng khi mà chú nhìn lên, chú rất là thích và rất là thương tụi con, là bởi vì tụi con đã tiếp nhận hết tất cả những gì mà chú đã dạy cho con, tập cho con. Và đó là một cái chú rất là trân trọng. Dạ vâng. Tụi con thật sự nè, ngày hôm nay tụi con đã làm rất là tốt rồi. Một tràng hú tay nữa cho Minh Thư và Thảo Nguyên chứ còn nói gì nữa. Quý vị thân mến, dạy chữ thánh hiền bên mái đình xưa, mùi ngói hàng cao, học trò làng tôi trau dồi trí tuệ. Từ nguồn đạo lý ngàn đời, thiên trời địa đất từ cắt tôn con, cửu con tôn cháu, lục sáu tam ba, gia nhà quốc nước, tiền trước hậu sau, ngưu châu mã ngựa, cửa cửa nhà răng, vô trang hữu có, thức biết chi hay, túc đủ đa đồ làng tôi sẽ chữ thánh hiền bên mái đình xưa,
cho làng tôi trao dồi trí tuệ. Nhất từ vi sư, bác từ vi sư, ơn sâu trời bể tình thầy bao la. Chứ thầy trao cho trong lều đi thi, danh thơ hiền đạt cho đó. Chảy từ nguồn đạo lý ngàn đời. Nhất từ vi sư, bác từ vi sư, ở sau trời để tình thầy bao la. Chứ thầy trao cho trong lều đi thi, danh thơ hiền đạt cho đó chàng quên. Mãi tổ vinh quy nghĩa thầy không quên, nước chảy từ nguồn đạo lý. Nước chảy từ nguồn đạo lý ngàn đời. Hai chàng trai rất là đẹp trai luôn. Tụi con chào các cô chú đi, giới thiệu tí xíu về mình. Con xin chào tất cả các khán giả đang có mặt tại đây. Và con cũng xin chào tất cả các ban giám khảo. Và con cũng dành một lời cảm ơn cho các chú đánh ở ban nhạc đã cho con hoàn thành tiết mục tốt ạ. Con tên là Nguyễn Duy Linh, con đến từ Hà Nội và năm nay con 12 tuổi ạ. Con tên là Trần Đình Huy Trường, năm nay con 12 tuổi, con đến từ thành phố Hà Nội ạ. Hai bạn đều đến từ Hà Nội hết. Trời ơi, đã có sự lựa chọn rồi, chúc mừng tụi con. Con cảm thấy hơi bất ngờ và dòng nhạc này cũng không phải là dòng nhạc sở trường của con. Yes. Thế thì con có thể thể hiện dòng nhạc mà sở trường của con không? Để phương Nam lòng nghe dòng sông nước trời. Nghe một tiếng hô nửa đêm bao giông. Để phương Nam lòng nghe đường xa vô ngừa. Nghe nồng đêm tôi thơm quang qua bên xa. Đêm phương Nam nhìn lên mây bay khói tỏa, nhìn hòn đá lan. Hey. Nghiêng. Hey. Nghiêng. Hey. Nghiêng nghiêng câu ca dao. Yeah. Nghiêng nghiêng mái chèo. Hết thuộc rồi. Nhưng mà thật sự ra hát trong này tự nhiên cái tự tin hẳn đúng không ạ? Con nhìn vừa đấy. Bước ra và cái cách giao lưu của con, cô cảm nhận được là con sẽ còn làm được nhiều hơn thế nữa. Thế còn bằng áo cam đỏ, dòng nhạc của con là gì? Dòng nhạc của con là dân ca. Dân ca miền Nam hay là miền Bắc con? Dạ miền Bắc ạ. Mời rồi, con. Dân ca đương đại đó rồi, kiểu đó. Thư pháp ngàn năm núi cao sông dài phác họa hình nước non. Thư pháp từ tâm nét trong nét thẳng phác họa người dương. Người dương. Ok. Cảm ơn con. Chào mừng con về đội với cô chú. Chú chỉ nói một điều thôi, đây có thể không phải là cái dòng mà cô chú là sở trường, nhưng chú hứa khi mà tụi con về đội của cô chú sẽ nghiên cứu. Chú sẽ nghiên cứu thật là nhiều về cái dòng mà tụi con cũng mạnh, và đặc biệt là những cái dòng khác mà tụi con cũng có tiềm năng. Hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái điều gì tuyệt vời cho Tuyệt Đỉnh Song Ca nhí, được không? Yeah, chúc mừng tụi con về với đội của mình. Chúc mừng đội màu hồng. Đừng có buồn nha, không phải không bấm nha, hát rất là hay nha, không có buồn. Chào mọi người, chào mọi người. Không cho nói tiếng nào, không cho chào luôn hả? Chúc mừng hai con nha, tốt quá, đẹp trai quá. Con người còn bao nhiêu tuổi rồi, nhà cô có hai đứa cháu gái á. Trời ơi, Nhi ơi em nhỏ, còn nhỏ lắm. Nãy vừa mở ra trời, vừa đẹp trai quá, chọn đi anh. Vừa mở ra trời đẹp trai quá, anh chọn đi anh, chọn đi anh. Đẹp trai, dễ thương, có chịu nổi. Quý vị và các bạn thân mến, sẽ có rất nhiều sự bất ngờ xảy ra trên sân khấu này. Và tiết mục tiếp theo sẽ là gì? Xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi, xin mời. Tôi vẫn nhớ hồi một loài cây.
một người là có rừng và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đứa rất tuyệt vời, và đó chính là Nguyễn Đoàn Trấn Quốc. Wow, thấy thương chưa kể ở những giây phút cuối cùng thì đội màu đỏ cũng chọn con luôn. Chúc mừng cho con, một tràng hỗ tay thật lớn cho bạn nào. Lại màu đỏ. Con ơi, con hãy phá cái lời nguyền là đội màu đỏ sẽ về đội màu đỏ đi. Mất thương. Đó là niềm cười. Anh ơi, màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ. Phá cái lời nguyền đó đi. Đây là đội màu hồng, hồng đậm nha. Hồng cánh sen. Có nghĩa là màu hồng cộng với màu đỏ ra màu này. Vậy là chắc chắn là nó không có màu vàng rồi đúng không? Có, đúng rồi. Bây giờ gặt được không? Anh ơi. Đủ máu rồi. Rồi, con trai giới thiệu tí xíu về mình đi nào. Dạ, con tên là Nguyễn Đoàn Trấn Quốc, đến từ An Giang, năm nay con 11 tuổi. Chào con. Và con xin kính chào ban huấn luyện viên cùng toàn thể các quý vị khán giả đang có mặt ở đây. An Giang, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Con ở đâu anh Giang? Con muốn đi dạ con ở Thoại Sơn, An Giang. Trời ơi, Thoại Sơn là chú đó gần quê nội chú luôn. Chú ở Chi Tôn, Tỉnh Biên. Kế bên con ơi. Anh Duy, anh trời nói ơi cho mọi người biết đi, quê anh ở đâu? Anh Duy ở đâu? Dạ chú ở Trà Vinh con. anh Giang hả con? Anh Giang thì nếu mà mai sau cô mà lấy người cô đang yêu đó, cô làm dâu anh Giang đó con. Một phút PR trả hình. Trời ơi, rồi FA giờ không thích điều này. Thôi bây giờ quên hết chuyện gia đình. Bây giờ mình nói về giọng hát của bé nè. Anh Duy, tại sao đội của anh là muốn quyết định là lựa chọn bé đầu tiên? Con hát á, là hai cô chú còn hơi lấn cấn xíu. Tại vì á, là rõ ràng là con là một cậu bé có năng khiếu, nhưng mà là con chưa có ai dạy con hết.
Cho nên là cái gì mà con có là con cho mọi người hết. Con hát bằng hết cái trái tim, hát bằng hết cái ngọn lửa trong lòng mình. Nhưng mình cần phải có một cái người hướng dẫn để cái người đó biết cân bằng giữa cái nội lực của con và cái sự nhiều khi mình đi hát lớn quá hay là mình hát bị lố quá, thì sẽ có một cái người là chú và cô Khải Như sẽ balance, cái cân bằng lại để mà cho con có một cái tiết mục nó vừa phải, nó không có bị quá xìu mà nó cũng không bị mà quá lố để mà mình bị phá đi cái giọng của mình, vẫn là một tiết mục vừa phải và hấp dẫn. Và đặc biệt nữa, khi mà mở cái cửa này ra, con quay lại chú thấy rõ ràng là con nhìn thẳng vào đội cô chú cười một cái, đúng không? Chào nữa rất đúng là không? Lịch sự luôn, lịch sự lắm đó. Nên là chú thấy là tụi mình cũng có một cái gọi là cái sự liên quan nhẹ nhẹ đó, liên kết nhẹ đó. Nhẹ đó. Nên là con hãy suy nghĩ và nhớ chọn đội cô chú. Rồi mời đó, mời đó. Trời, đứng lên liền luôn. Trời ơi, nói về cái việc mà ngọn lửa của mình làm cho thế nào để cho nó phù hợp trong từng cái lời hát đó con. Có những lúc nhẹ nhàng thì lửa nhỏ, có những lúc mà cao trào thì lửa lớn. Bây giờ chú nói cho con dễ hình dung, con biết cái bếp ga không? Dạ biết. Đó, cái bếp ga lúc mà nước cái chưa có sôi á, mình làm lửa lớn và nước sôi rồi á, cái mình riu lửa lại chút xíu để mình cân bằng cái độ sôi sục của nước ở trong đó. Dạ, đó, được. Cái bếp ga nè con, đây là bếp ga nè. Đó, bếp ga. Người dặn bếp ga, còn con là lửa, khán giả chính là nước. Đó, phong thủy quá trời. Trời ơi. Con ơi, tại sao không kể ra như vậy là thiếu một cái nồi. Đúng. Phải có cái nồi chứ, bây giờ cái bếp ga với cái lửa, với nước. Cái nồi đâu? Nếu mà nói về lửa, nếu mà nói về lửa thì cả chú và cô Khải Như đều là mạng hỏa hết. Con cả hai đều là hai cái chùm lửa nè, sẽ tiếp lửa cho con. Con nói về lửa là không ai rành bằng cô Như hết. Sao lửa làm sao hả? Bên kia hai ngọn lửa mà lửa lớn quá đâm ra sẽ cháy lớn con à. Bên đây một lửa kim. Kim là gì? Kim loại, mạng kim. Ồ, là kim. Bây giờ mình đi thi là mình coi mạng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Thật sự là đã là thí sinh cuối cùng rồi, chứ chúng ta không còn gì để mất nữa. Đúng. Tất cả những điều mà chú Lập nói là để cho con hiểu về cái lửa, tất cả mọi thứ. Nhưng về cái chuyên môn thì cô Hòa xin được phép nói là cô Hòa nhìn ra được rất là nhiều khuyết điểm trong giọng hát của con. Và cô Hòa, cái thể loại này con hát bằng giọng Bắc đúng không? Dạ. Hát tất cả các thể loại bằng giọng Bắc. Đây, cô giọng Bắc này con. Thì cô Hòa, khi mà cô học ở trong trường nghệ thuật á, là cô đã học đầy đủ chín muồi tất cả mọi thứ về thanh nhạc. Và cô rất hy vọng là cô có thể truyền được tất cả những kinh nghiệm của cô vào trong suốt 5 năm qua dành cho con. Cô Hòa sẽ dạy con cách mà hát giọng Bắc, nhưng chú sẽ dạy con hát đúng chính tả, chứ không có thiên về muốn thay đổi con, là bắt con thay đổi ra một cái người khác không phải là con nữa. Con vẫn sẽ là con thôi, nhưng với một cái phiên bản khác được chú chỉnh lại ở phần chính tả và nhiều cái phong cách biểu diễn khác nữa. Rồi, xin mời đội nãy giờ không bấm mà muốn lên tiếng nè. Tính từ đầu giờ chú ít người ít nói nhất, chú chỉ làm thôi. Chú có món quà tặng con, và cái món quà này là cũng là gợi ý của chú. Con nên về đội nào nha con? Chú hết dễ thương. Trời ơi, ở đâu anh chuẩn bị ra bong bóng vậy? Trời dễ thương nè, đội nè. Đó. Bẻ qua bên đó. Thôi đi cho nó đó. Ừ, ra làm sao luôn hả? Ừ, giống rồi. Và bây giờ hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của con. Con sẽ về với đội của cô chú nào? Vì món quà của chú Hồ Việt Trung, nhưng con sẽ chọn về đội của chú Huỳnh Lập và cô Hòa Messi. Yeah! Trời ơi, cảm ơn cha. Lời nguyện không bao giờ chấm dứt. Lời nguyện vẫn cài trên đầu con nha. Đây, lời nguyện. Cái này là hụt hẫng thật, hụt hẫng thật. Thằng bé cứ nhìn tôi cười cười, nhìn anh Duy cười cười. Về đội chú phải không con? Cười cười đi thẳng gì đâu đó. Yeah. Con xin kính chào quý thầy cô. Con xin được tự giới thiệu, con tên Nguyễn Hạnh Gia Nghi. Năm nay con 10 tuổi, con đến từ Cần Thơ. Hôm nay con xin trình bày ca khúc Quê Tôi. Con mời mọi người cùng thưởng thức. Một năm rưỡi. Hôm nay mà hát vậy á, rồi con thấy không được bấm mà con sao? Cũng hay buồn mà cũng không có buồn lắm. Thầy cố tình vậy để thầy hỏi cái cảm giác của con thôi, chứ thầy rất muốn bấm con.
Yeah. Cảm ơn thầy. Ở con á thì cái giọng trong trẻo nó dễ thương mà nó sáng trưng à. Nhưng mà có những cái chỗ ví dụ như chữ lũy tre đó, nhiều khi cái mới vô cái mình lũy mà cái lũy tre nó cao quá sao á, cái nó lên tuốt ở trển. Nhưng mà những cái đó thì thầy giúp cho con được. Con hát dễ thương lắm con ơi. Thầy Nam Cường hình như cũng có những cái sự phân vân đúng không ạ? Đúng rồi, đúng là giọng hát của con vô cùng trong trẻo, vô cùng dễ thương, đúng với cái lứa tuổi của con. Chú thích bài này lắm bởi vì nữ hình ảnh nó rất là đẹp. Và ở trên màn hình LED ngày hôm nay hiện lên những cái điều đó gặp con hát nữa. Chú phân vân bởi vì là ở trong phần hát của con cũng có một vài chỗ có vấn đề. Và ngay cả cái cách con chia hơi ra để hát còn có nhiều thứ nó có trục trặc. Con có muốn mình có hai sự lựa chọn hay không? Dạ, con nghĩ chắc con rất là vui. Rất là vui. Sao tự không? Nhiên tôi năn nỉ chi là lỡ dễ bệnh sao ta? Cái sự trong trẻo, sự dễ thương của con á, nó khiến cho mọi người cảm thấy rất là bình yên. Nhưng mà bây giờ á, bắt đầu là sóng gió. Cái phân vân ở đây là gì? Khi mà nhận tụi con về thì trách nhiệm của các thầy rất là cao. Phải làm cái gì cho tụi con? Nên thầy ngồi suy nghĩ, với con thầy sẽ mất bao lâu để sửa? Với con thầy sẽ làm cái gì, chọn bài như thế nào? Và dàn dựng cho con trên sân khấu để làm sao con cho con tỏa sáng. Nên khi thầy đã quyết định bấm cái nút này thì thầy đã có con đường riêng cho con rồi. Cảm ơn thầy. Sao bên bệnh lúc nào cũng trễ ha? Suy nghĩ cũng lâu hơn người ta. Anh nói quá mà. Lớp xì trâm và lớp nhi sắc nhí, mời con quyết định quê hương bây giờ sẽ là Bảo Tố. Nhi ơi, sao lại thấy bé nhìn bên Cường hoài à? Buồn. Con rất cảm ơn hai đội đã chọn con. Nhưng con rất tiếc nên vì chỉ chọn được một đội thôi. Con xin chọn đội... của... Quốc Đại. Yeah. Cảm ơn con. Trái tim người Việt.
vào tim anh. Tâm sen hay là tâm em giữa đêm đen vẫn tỏa lan hương thơm ngát. Mang yêu thương này cho đời em tinh khôi giữa mây trời, thanh cao mơ màng tựa dáng ai. Mang yêu thương này cho đời và em kiêu hãnh giữa muôn người, có phải em hay là sen? Đẹp quá, vũ xin đoàn chúc mừng ơi. Cho bé Giang Nghi và xin cảm ơn các vũ công của vũ đoàn Phương Việt. Và bây giờ chúng ta lắng nghe nhận xét từ ban giám khảo nha. Dạ mời cô. Em nhìn cũng coi hiệu trưởng, em nói thiệt, ngay góc này em nhìn xuống em thấy được cái bộ nữ trang không, em không thấy cái mặt của cổ. Con thấy cái bộ nữ trang của cô đẹp không? Dạ rất là lấp lánh. Đó thấy không, con nít không có nói dối đâu nha cô, lấp lánh lắm luôn. Cô cảm ơn con. Trang ơi Trang, bé nó lấp lánh thôi nha chứ không khen đẹp nha. Lấp lánh là đủ rồi, tại vì tiêu chí của cô ngày hôm nay tới đây cũng là để tỏa sáng kẻ mấy đứa con, cho nên như thế là tỏa sáng rồi phải không mấy đứa? Cái bài của con vừa rồi phải nói là quá đẹp. Cô muốn tất cả mọi người hoan nghênh con một lần nữa, bé Nghi. Cảm ơn cô. Và tiết mục sen cũng cho thấy là con rất là đa dạng trong cái phong cách âm nhạc của cá nhân con. Và thầy Quốc Đại cũng như hôm nay có sự hỗ trợ của cô Vân Trang làm cho con càng đẹp hơn trong mắt của khán giả với cái tiết mục này. Về sự dàn dựng là tiết mục là có vũ đoàn Phương Việt là trang phục, rồi cái nền backdrop toàn là sen, rồi trên sân khấu tất cả mọi thứ hiện lên cái màu hồng rất là đẹp, tôn lên cái vẻ đẹp của con ngày hôm nay. Nhưng mà đồng thời cái nội lực ở trong con nó cộng hưởng thêm với cái vẻ đẹp bên ngoài. Con hát mấy cái nốt cao rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Thêm một cái nữa cô khen con, cái bản lĩnh của con, nhất là cái đoạn mà khi con xuống dưới rồi, rồi con tự bước lên trên cái bục kia, ba cái bậc tam cấp đó rất là cao, mà con còn có cái váy dài, con bình tĩnh con đi lên và con hát cái đoạn phiêu ba cái nốt rất là cao ở giữa bài, thì làm cho cô thấy là con có một cái phong thái của một người nghệ sĩ thật sự. Cô chúc mừng con ngày hôm nay. Con cảm ơn cô. Những mỹ từ đã dành cho con nãy giờ rồi và mọi người đều cảm giác được rằng là đây là một tiết mục quá đẹp. Cô có một chút lo lắng cho con ở cái phần đầu tiên, tại vì thực sự là cô không có nghe được cái phần đó, cái âm sắc nó có thể nó không quá phù hợp với giọng của con. Nhưng mà ở đoạn sau thì con đã lấy lại hết tất cả những gì mà người ta đang mong muốn thấy ở bé Gia Nghi, và cô thực sự thấy cái thần thái của con. Cô nghĩ rằng một bạn ở độ tuổi của con để mà làm chủ sân khấu để biểu diễn được bài hát này thực sự rất khó. Tại vì phải có cái bên trong, đó là sự tinh tế mới có thể hát và có cái thần thái thể hiện ra bên ngoài như vậy. Cô nhớ ở cái đoạn mà lúc mà nhạc chuyển, để mà chuyển sang cái khúc mà nó cao mạnh hơn, nó mạnh hơn á. Đúng rồi, để cao mạnh trào hơn á. Lúc mà các cô vũ công tháo chiếc áo màu lá sen của con ra, và con có cái ánh mắt sắc hơn, nhưng mà nó không phải là cái sắc lẹm theo kiểu quá dữ dội, mà nó là cái điều cần phải có ở một cái đoạn chuyển như vậy. Nếu mình thiếu điều đó thì có thể là khán giả người ta sẽ không có tập trung vào mình nhiều, bởi vì trên sân khấu là tất cả các cô vũ công đều quá đẹp. Và điều đáng khen nữa là ở bé Gia Nghi vẫn có cái sự hồn nhiên của một em bé, và làm cho thầy cô ở đây cảm thấy rất là vui khi được nhìn thấy tài năng của các con tỏa sáng một cách thật là đẹp đẽ, một cách thật là lung linh, nhưng cũng thật là hồn nhiên như vậy. Chúc mừng Gia Nghi. Một lần nữa cảm ơn Gia Nghi với tiết mục Sen. Trời ơi, đi kìa, phải đi kìa. Con xin kính chào quý vị khán giả và các thầy cô.
con tên là Đinh Vũ Hồng Uyên. Năm nay con 5 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh đến với cuộc thi thử tài siêu nhí mùa 4. Con xin được dự thi một ca khúc Việt Nam rất là nổi tiếng, đó là ca khúc Thằng Bờm. Quý vị khán giả và các thầy cô nhớ chọn con nha. Phù âm nguyên bài là... thầy đợi có chữ đó thầy nghe cho nó sướng. Bà con nghĩ là ba bò chín châu. Thôi đừng làm, mình đừng làm kỳ được lắm. Được rồi Duy. Ủa chú làm giống con thử rồi con hát ba bò chín châu, có chú diễn giống con rồi nè, con hát thử đi. Phù âm xin đợi ba bò là bò chín châu. Giống bấm bẻ vậy sợ. Trời ơi con ơi, ai chỉ con hát cái chữ phù âm vậy? Dạ mẹ. Trời ơi con hát, con có biết là con hát cái chữ phú ông nó muốn cưng. Trời ơi cưng. Thương chữ phú ông dễ sợ luôn á. Nguyên bài thầy đợi cái chỗ đó thầy nghe cho nó đã. Phú ông. Phú ông. Bây giờ mời con lắng nghe nhận xét từ những thầy cô cũng như sự thuyết phục của các thầy cô nha. Xin mời. Phải vô thôi. 5 tuổi đố ai làm được như con. Phải đậu thôi. Con hát rất là dễ thương hồn nhiên. Khi mà mình hát một bài mà khán giả phải đợi nghe cái phú âm là có cái sự hấp dẫn của bài hát. Khi mà con đặt, mà con mới có 5 tuổi mà con đã biết cách tạo dấu ấn, cũng như là con đã truyền tải được những gì mẹ con chỉ cho con. Và cách biểu diễn, ôi dễ thương lắm con ơi, phải vô thôi, con phải về đổi với thầy nha.
Đó là những lời chia sẻ của lớp học nhi sắc nhí, lớp của thầy Quốc Đại, của cô Thảo với của thầy Lộc. Chú gì? Chú Đình Lộc. Có biết chú Đình Lộc không? Dạ biết. Sao con biết được chú Đình Lộc? Dạ tại hồi bữa chú Đình Lộc chơi game show với con với cô Xuân Thảo. Chết rồi. Biết số phận bên kia. Không, nhưng mà mình vẫn phải nghe hai thầy ở bên lớp xì trâm nghe nha. Chúng ta nghe thử nè. Đầu tiên là chú khen ngợi con với tiết mục vừa rồi. Diễn rất là duyên dáng, hát cũng duyên dáng và dễ thương. Với một bạn chỉ có 5 tuổi thì con làm hơn những gì mà chú có thể tưởng tượng được ở bạn 5 tuổi. Bản thân chú hay là chú Quốc Đại đều mong muốn có thể làm được nhiều hơn cho tụi con, để tụi con có thể phát triển những khả năng, những cái năng khiếu của mình, và hơn hết là giúp cho tụi con có một cái kỷ niệm thật đẹp, đúng với lứa tuổi, với tuổi thơ của tụi con. Cho nên việc con lựa chọn về đội của chú hay chú Quốc Đại, chú đều ủng hộ con hết. Nhưng mà thằng Bồm á, có cái quạt mo là phú ông phải đổi cái này đổi cái kia mới có được, đúng không? Vậy thì bây giờ cũng giống như vậy. Bây giờ Hồng Uyên sẽ lắng nghe thử coi những thầy cô phía bên dưới có quà gì tặng cho con hay không, để con quyết định xem mình về đội nào. Xin mời ạ. Rồi con thích không? Dạ không. Nhà con có nhiều gấu bông mày. Vậy hả? Vậy rồi bây giờ suy nghĩ lại là lần con thích không? Dạ không. Không sao đâu anh. Ôi tôi muốn gục ngã luôn rồi. Phú ông đổi cũng phải 5-7 món mới tới được đúng chứ. Rồi bây giờ vậy nha. Mời con đi xuống dưới. Còn nếu như con muốn học lớp học nào thì con khoanh tay lại, con chào con xin vô lớp học của mình nha. Mời con. Trời ơi bà phải ghét không? Bà đi cả nhõng, bà nhõng như super model. Chúc mừng cho lớp học nhi sắc nhí. Lên ngồi luôn. Đã có được bé Hồng Uyên cho đội của mình.
cho con tình yêu cao quý. Mẹ là lý trí của đời con. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Dạo làm con, con luôn thấu hiểu. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Dạo làm con. Không hiểu quý vị cảm giác như thế nào chứ Nguyên Hàng thấy hai cô gái này đứng trên sân khấu hát ca khúc mẹ mà lòng đầy thổn thức. Dương Triệu Vũ có rơi nước mắt không? Có cảm thấy xúc động không? Vũ không rơi nước mắt, tại hồi nãy Vũ rơi hết nước mắt rồi. Nhưng mà hồi nãy hai con hát rất là hay, nhất là những cái đoạn cao đó, chú không ngờ hai con hát cao đến như vậy và rất là chắc. Đây là một bài không phải dễ hát, phải có cái chiều sâu. Mà hai con mới 9-10 tuổi thôi mà lại có thể hát được cái trải nghiệm của một người mà đã về cái tuổi trưởng thành rồi mà nhớ đến mẹ mình, mới biết được mẹ mình đã cực khổ như thế nào để mà lo lắng cho mình, thì hai con đã làm rất tốt. Đúng là một bài hát về mẹ nhưng mà rất là khó hát bởi vì âm vực rất là rộng, những cái nốt cao treo ở trên rất là nhiều. Nhi là cái bạn mà cô giành giật quá chừng rồi tốn đồ vật chất đồ mà không về đội của cô phải không? Xong rồi con thích ăn sô-cô-la lắm, con thương cô lắm nhưng con về đội cô Cẩm Ly phải không? Thiếu, thiếu chị Trang, thiếu. Thích sô-cô-la, thích chơi siêu nhân nữa. Sô-cô-la, thích siêu nhân coi như là con phải hại cả hai đội một lúc. Rồi tóm lại là giọng con ngày hôm nay hát rất là nổi trội, rất là tốt. Các viên con phải để ý lại những cái luyến của con, phải tiết chế lại cái luyến của con, nhất là nguyên một cái đoạn đầu. Thì không phải lúc nào bài hát mà ngọt ngào mình cũng phải luyến thì mới nghe tình cảm, không phải vậy. Đôi khi luyến mà nó không hợp lý thì nó sẽ không có đem lại cái hiệu quả. Chúc mừng hai đứa con. Cảm ơn cô. Ở tiết mục này thì cho phép Nguyên Khang mời anh Đại Nghĩa nói trước. Em thấy anh hiền quá. Em thấy nó không đúng với tính cách của anh lắm. Xin phép anh Khai khẩu. Kế phép mà tôi rẹt. Khai khẩu rồi đó. Chú cảm thấy rằng là cái sự mà tranh giành của chú với tất cả các huấn luyện viên khác ở cái vòng loại á, nó hoàn toàn xứng đáng với những công sức mà chú đã bỏ ra. Bởi vì hai con đã không phụ lòng mong mỏi của chú Nghĩa với cô Ly, và hôm nay là gây một cái điều bất ngờ cho cô Minh Tuyết. Mà ở đây chú không có muốn dàn dựng cái gì nhiều hết trơn á, chỉ hai cô bé áo trắng và cầm một cái hoa sen trên người thôi, rồi xung quanh là một cái làn khói trắng mờ ảo để cho hai con hoàn toàn hòa nhập vào trong cái ca khúc đó, và chính cái cảm xúc của hai con nó sẽ tự động nó lan truyền đến tất cả mọi người. Và với cái giọng hát tuyệt vời của hai con nữa, chúng ta không cần làm màu nhiều, chỉ cần cái đó thôi cũng đã chạm được vào trái tim của người nghe rồi. Những cái khiếm khuyết nào đó của các viên nếu như còn có ở cô Đoan Trang vừa mới góp ý cho con, thì cái điều đó chúng ta sẽ từ từ khắc phục, bởi vì cái quá trình của chúng ta còn rất là dài. Mà cái điều quan trọng là các con có được ở cái cảm xúc khi các con trình bày bài hát của mình. Mà trên sân khấu, người nghệ sĩ đôi khi cái kỹ thuật nó là quan trọng, nhưng mà đôi khi cái cảm xúc nó lại là quan trọng hơn nữa. Nó đi vào trái tim người nghe bằng cảm xúc, chứ không hẳn chỉ là bằng kỹ thuật. Mà các con đã có kỹ thuật rồi mà có thêm cảm xúc nữa thì điều đó là quá tuyệt vời, và là một cái niềm hạnh phúc cho chú, cô Cẩm Ly hoặc là cô Minh Tuyết ở đây. Cảm ơn các con rất nhiều về cái điều này. Nhìn hai con, cô thấy từ cái khuôn mặt cho tới cái vóc dáng sao giống Minh Tuyết Cẩm Ly. Ai là Minh Tuyết, ai là Cẩm Ly? Chắc là Cẩm Ly bên đây và Minh Tuyết bên này. Chúc mừng hai con. Rồi, xin được cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Xin cảm ơn hai bạn. Đồng làng ven đê
đây xanh mênh mông, trong tươi thắm ngàn chiều. Làng em làm hoa, hoa thơm ngát bốn mùa. Hồ Tây đôi bên trong tình yêu hoa lúa rộn ràng. Ba giọng hát của chúng ta, Hoàng Yến, Lam Khuê và thành viên thứ ba Trâm Khanh. Vâng, một lần nữa xin dành một tràng pháo tay cho ba bé. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét đầu tiên, xin mời gia đình của nghệ sĩ Thu Trang và Dương Triều Vũ. Hôm nay ba đứa mặc ba cái áo dài rất là dễ thương. Chú rất là thích cái cách mà con để tóc như thế này. Và ba đứa đã vẽ lên một cái bức tranh về cái nguồn lương thực mà không phải ở đâu cũng có được. Cái nguồn lương thực mà đã nuôi dân Việt ta qua biết bao nhiêu đời. Cảm ơn mấy con đã cho chú thấy một cái hình tượng rất tuyệt vời đó. Cảm ơn, chúc mừng ba con. Cảm ơn chú. Về phần hát thì cô không có nói nhiều, nhưng mà cô thấy hình như là tụi con hơi bị run đúng không? Nhất là Trâm Khanh, cô thấy là con hơi bị tâm lý chút xíu, con hơi bị run á, đúng không? Đâu có gì đâu run, cái này là mình đang vui chơi trên sân khấu mà, không có gì run hết trơn á đó. Cho nên chính vì cái sự hồi hộp, cái sự run của con á, đôi khi nó có ảnh hưởng chút xíu về cái phần biểu diễn của con. Các bạn khác còn lại thì được hơn, tốt hơn chút xíu. Cô cũng hy vọng là lần sau mà mình có cơ hội mình đứng trên sân khấu hay gì đó nữa thì mình phải tự tin lên, mình giải phóng cơ thể mình ra. Ba đứa nha, làm một lúc với chú nha. Chú Vũ ơi, chú Vũ, người ta thấy thoải mái hơn kìa. Thấy cháu cười không? Không. À. Trang. Dạ. Trang với Nghĩa lên gặt hái lúa thử xem sao cho đi, em. Ba đứa mình lên cháu. Trời ơi, vậy chứ. Vậy chứ gặt hái lúa. Đi. Không phải nè, ngay cả bây giờ nè, Trâm Khanh, cô Trang nói con nghe nha. Ngay cả bây giờ mọi người đã vui cười như vậy rồi mà con còn đang rất là căng thẳng. Thật sự con còn đang rất là căng thẳng, con chưa vui, con phải cười tươi lên. Nè, ngay cả nãy chú Vũ là vậy mà con còn không làm được giống như chú Vũ đó, con phải làm vậy. Đó, lấy con đó, con đây con gái làm cho. Thôi, đó, con rồi, ơi. Con làm ơi. Con đừng làm vậy, bởi vì mình là con gái, mình mặc áo dài trắng mà con, mình đâu có làm như vậy được. Bây giờ mình phải làm sao để giải phóng cơ thể. Bây giờ. Rồi ba anh chị đi gặt lúa giúp giùm em cái. Dạ. Đó. Đó. Thôi bây giờ nè, ba đứa con hát lại đi rồi ba cô chú diễn cho. Mấy con đứng lùi lùi đến phía sau nè, giống như là mấy con là hát chính rồi ba cô chú là muốn minh họa vậy đó, phải không? Rồi bắt đầu hát đi, từ trong chạy ra rồi ngoắt nhau rồi kia chạy ra đó, hát 2 3 vô. Khán giả vỗ tay à. Yeah. Từ bàn tay xưa cây trong gió vẫn chân lội buồn xa dưới trời mưa phùn và đôi vai xưa nhớ thời thay chưa.
làm chi cái này nặng muốn chết. Đang tập tài vậy đó. Trời đất ơi, gặt lúa mà tôi thiếu điều ba người này vô phá nát luôn cánh đồng lúa vậy đó. Đó Trâm Khanh, con thấy không? Nếu mà hồi nãy mà con tâm lý vui vẻ như vậy là bảo đảm với con là rất là hay luôn. Nhưng mà cô cũng khuyên tụi con sao một cô? Cái điều như vậy nè. Sao cô bán qua luôn rồi? Bảy, chị Bảy ơi. Chị Bảy bán bông. Nè, cô đúng là cô kêu ba người lên thị phạm cho tụi con. Nhưng mà nhớ, nhớ lời cô dặn. Đừng có bắt chước ba người đó. Tại vì cô mà bắt chước đó thì cái microphone con nó đã đi đâu rồi, chứ nó không có nằm trong miệng tụi con. Ba người này gặt lúa mà cô tưởng đánh lộn ấy. Ý là con phải có một cái tinh thần thoải mái như vậy. Đúng đó rồi. Thì mình sẽ trình bày cái ca khúc này nó hay hơn. Thật sự là cô thấy là bây giờ nè, cô lại thấy con hát hay hơn hồi nãy gấp mấy lần luôn. Cái tâm lý của tụi con thoải mái thì tụi con hát nè, chuẩn hơn nè. Mặt tụi con tươi hơn nè. Hát hòa quyện hơn. Rút kinh nghiệm, nếu lần sau mình lọt vào vòng trong thì nên nhớ mỗi lần mình bước lên sân khấu cứ tưởng tượng là lần này mình hát xong là mình không được hát nữa đó. Thôi hát cho thoải mái, hát cho hết. Bây giờ tới cười tới thấy ghét không? Hồi nãy tụi con ra hát cái bài đầu tiên á, chứ nghe một cái bài hát nó dễ thương, nó hay, cái giai điệu nó du dương. Mà sao, ủa sao mà mặt ba đứa nó buồn quá vậy ta? Cái chú bây giờ mình vô cái kịch bản này nè, cái list bài hát, thấy à, bài này tên là bài Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa. Mà mấy đứa hát cái mặt dòm như mùa đông vậy đó. Tại vì mặt của con đến mùa. Mặt của con hơi buồn, hơi căng thẳng á, chính vì thế là nó không toát lên được cái tinh thần của cái bài hát. Khi mà qua cái bài sau thì tụi con thoải mái hơn được một chút xíu, bởi vì cái tiết tấu nó cũng nhanh hơn, tụi con tự tin hơn rồi thì trình bày nó hay hơn. Đó. Đấy, tụi con cứ nhìn cái mặt của chú Nghĩa là thấy được mùa xuân nè. Đấy, mùa xuân. Đó. Mùa đông. Đấy, mùa xuân với mùa đông nó khác biệt rõ thấy không? Mùa hè. Mùa thu, mùa thu. Ủa ngày mà mùa thu sao buồn vậy? Thu lãng mạn mà. Mùa thu buồn chị, thu nó buồn. Lãng mạn, thu là phải lãng mạn. Thôi với em thu buồn lắm. Thu buồn. Xuất sắc, các con diễn vậy được quá. Bây giờ mình nghe cái gia đình này. À, hôm nay tụi con đã thoải mái hơn nhiều lắm rồi. Chắc có lẽ là Minh Tuyết cũng ngạc nhiên tại sao Tuyệt Đỉnh Song Ca mà cái này nó tam ca. Là bởi vì là gia đình của Dương Triệu Vũ, Thu Trang và Thanh Bạch với lại Đoan Trang á, thì thay vì 12 người thì thương các bé cho nên tăng lên 14 người. Mà mình chỉ có 6 tiết mục thôi, cho nên thành ra phải có 2 tiết mục tam ca như thế này. Ồ dạ anh. Và ba bé thì lần đầu tiên phối hợp với nhau như thế, cho nên là hai bài hát lại hoàn toàn mới. Mỗi một bé lại một phong cách khác nhau, phải chung trong một cái liên khúc như thế này. Thì lúc đầu các con lo lắm, và tất cả những mọi phần biểu diễn hầu như gạt bỏ hết, các con tập trung để hát cho đúng, tập trung để đúng nhịp. Mà cái phần bè thì đâu phải tuổi này mà quen hát bè đâu. Các bé đã vượt qua được chính bản thân mình. Hôm nay tụi con làm như thế là đã có thể nói là bài tập của cô Trang đưa ra là các con hoàn thành tốt. Phần diễn xuất tụi con vừa phải, để không có bị mãi chạy theo diễn xuất mà mình hát nó không tốt thì nó còn dở hơn. Cho nên chú Bạch chấp nhận tiết mục của tụi con với cái mức độ ba đứa phối hợp ăn ý như vậy. Cười lớn, cười lớn. Xin mời ca sĩ Đăng Trang. Ba đứa con hôm nay lúc bước ra hát, cô muốn chảy nước mắt. Tại vì không ai hiểu cô cháu mình hơn là chính cô cháu mình hiểu nhau, đúng không? Đối với cô, tụi con đã cố gắng hết sức rồi. Còn những cái gì còn lại về nhà mình sẽ nói với nhau. Cô ước gì cô có thêm thời gian để ở bên cạnh tụi con, để cho tụi con thêm tinh thần, để cho tụi con thêm những bài học cùng với chú Thanh Bạch ha. Như vậy là tốt rồi, chúc mừng tụi con. Các bạn nhỏ phải cảm thấy rất là thoải mái, tại vì ngày hôm nay các bạn rất là dễ thương và các bạn đã mang đến cho khán giả nghe một cái bản mashup rất là khó. Mấy con không có gì phải buồn hết. Yeah. Mấy con phải hạnh diện hơn tất cả những người bạn khác. Bởi vì sao? Bởi vì khi mấy con trình diễn được chú Vũ nè, cô Trang nè, chú Nghĩa nè lên minh họa cho con, có cái vũ đoàn nào mà lộng lẫy được vậy không? Đúng rồi. Khó lắm nha con. Đâu phải ai bây giờ chú Nguyên Khang là muốn à, cũng đâu có được mấy cô chú lên minh họa cho vậy đâu, đúng không con? Mà mấy con được cả ba cô chú lên vậy rồi, cô Minh Tuyết đứng ôm bông phụ họa với con nữa, trời ơi quá trời đã rồi, còn cái gì nữa con, hãnh diện cười lên. Ok rồi, vui lên tụi con, không sao hết. Ok dễ thương ba cô gái trong tà áo dài trắng của chúng ta.
con gái của tôi đó quý vị. Con đáng yêu quá, con giới thiệu con tên gì và mấy tuổi, ở đâu được không? Dạ, con tên là Lê Huỳnh Bảo Ngọc, năm nay con 9 tuổi. Con đến từ thành phố Cần Thơ. Dạ, em xin lỗi, em xin lỗi. Ờ, MC, Ngọc, sức quan bên Ngọc, đây không phải thí sinh. Đây là bạn dẫn của em, hả? Xin giới thiệu với gia đình, đây là bạn dẫn đẹp nhất mà em vừa mới tuyển cho chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí. Và hai mình đọc tay cái high five. Yeah, Bảo Ngọc cho mọi người biết đi, Bảo Ngọc sẽ làm vai trò gì với các bạn nè? Dạ thưa chú là MC. MC, nhưng mà Bảo Ngọc sẽ làm gì để cho các bạn tự tin bước ra sân khấu nè? Dạ con sẽ chỉ cho các bạn bí quyết. Bí quyết gì? Bí quyết luôn. Bí quyết gì để giúp cho các bạn tự tin? Thí dụ như là chú Nguyên Khang đang quá hồi hộp lo lắng, con có bí quyết gì để con giúp chú Nguyên Khang tự tin lên đi? Bạn Khang 6 tuổi chuẩn bị bước ra sân khấu, bạn Bảo Ngọc giúp cho bạn Khang tự tin đi. Bây giờ bạn sẽ làm theo mình nha. Ok, làm gì? Bạn hít thở sâu vô, hít thở sâu thật sâu vô, sâu hơn hồi nãy luôn. Thở nhẹ ra. Cứ hít hoài vậy, hít thở hoài vậy hả? Xong rồi bạn nghĩ tới một cái chuyện vui ơi là vui mà bạn sắp chuẩn bị làm đó. Vui quá, nhiều chuyện vui quá. Không có chuyện gì vui hết. Chuẩn bị đi thi nhưng mà chưa biết cái gì vui, đang căng thẳng quá giờ sao? Bạn nghĩ thí dụ mà ba mẹ mua đồ chơi cho bạn nè. Đúng rồi. Vui rồi, mua đồ chơi cho mình. Hay quá, vậy là tự tin rồi. Nếu mà ví dụ ba cặp huấn luyện viên đều chọn mình á, thì bạn có cái bí quyết gì giúp cho mình tự tin về đội huấn luyện viên nào không? Theo như cái bí quyết của con á thì con chưa có cái bí quyết đó. Có bạn Khang rồi, coi như bị loại nè, vô bên trong chạy vô góc ơi, Khang bị loại rồi. Con làm sao để con an ủi bạn đó nè? Kéo lại. Bạn ơi, bạn đừng có buồn. Mình bị loại rồi. Không sao đâu. Không buồn. Tại bạn hát dở bị loại đúng rồi. Thì về nhà bạn cố gắng bạn rèn luyện để mùa sau bạn đi thi nữa.